Chào các bạn, các bạn vẫn khỏe chứ? Chúng ta lại gặp nhau trong video mới để tìm hiểu về chiếc kính Nikon 24-70mm. Đây là một chiếc kính đa dụng có chất lượng tốt nhất của Nikon dành cho các máy ảnh DSLR. Ở trong video này thì mình sẽ bóc hộp cho các bạn cùng thấy là khi chúng ta mua một chiếc kính cũ từ nước ngoài nó sẽ có những gì. Và sau đó thì mình sẽ dành thời gian để trải nghiệm chiếc kính này và viết một bài đánh giá mình đính kèm ở trong phần mô tả của video. Các bạn hãy dành thời gian tham khảo bài đánh giá đó. Các bạn sẽ thấy được khả năng tương thích, chất lượng ảnh gốc như các bạn thấy thì trên ống kính của chúng ta có tên đầy đủ là Nikon 2470mm f2.8 GED thì những cái thông tin này nó khá là dài và các bạn có thể tham khảo chi tiết trong cái bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả của cái video này thì các bạn sẽ hiểu được những cái thông tin đó nó nói về cái tính năng nào ở trên ống kính phía dưới thì các bạn thấy là ở đây nó có cái chữ nano có nghĩa là cái lớp phủ nano ở trên những ống kính cao cấp của Nikon giúp các bạn có thể chụp ra những bức ảnh có màu sắc tốt hơn và đặc biệt là có độ tương phản rất là tốt ở trong những điều kiện ánh sáng không được thuận lợi ví dụ như là các bạn này, chụp với ánh sáng xiên hoặc các bạn chụp với cái môi trường nó có nhiều cái ánh sáng nó đan xen với nhau thì các bạn chụp ra bức ảnh của bạn sẽ có độ tương phản rất là tốt so với ống kính thông thường. Chiếc kính này có số seri là 975345, ok và phía dưới thì các bạn thấy được ạ, kính của chúng ta sử dụng filter 77mm đi kèm theo một chiếc hút và một chiếc túi CLM3. Ok, như vậy các bạn đã thấy được một số thông tin về chiếc ống kính này rồi ha. Và trên đây chúng ta thấy được là cái cửa hàng ở bên Malaysia đã bán chiếc ống kính này. Chúng ta có một tờ giấy bảo hành của Nikon. Trên đây cho chúng ta thấy số seri giống hệt với cái vỏ hộp này. Và trên đây cũng cho chúng ta thấy là cái tên nó giống hệt với cái ống kính ở bên trong nha các bạn. Và các bạn hãy để ý là ở đây chúng ta thấy nó được phân phối bởi Nikon Malaysia như vậy là chiếc kính này được phân phối chính thức tại thị trường Malaysia như các bạn thấy thì đây là một tờ giấy mua hàng chiếc kính này được mua tại Penang Malaysia ok như các bạn thấy thì ống kính của chúng ta được mua với giá là 6.417 ringgit thì phải mình nhớ không nhầm đó là tiền Malaysia chúng ta có thêm một cuốn hướng dẫn sử dụng cho Nikon 2470 ở trong đây thì có rất nhiều ngôn ngữ và ở giữa này chúng ta có thêm tờ giấy nữa. Đây là tờ giấy các đại lý của Nikon. Ok. Như các bạn thấy thì ở trong đây họ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng chiếc ống kính này cũng như là cho chúng ta biết khả năng tương thích. Ok, ở trong đây thì các bạn thấy là ống kính của chúng ta tương thích với các máy F4, F5, F6 và gần như là tất cả các máy DSLR đời mới. Ok, như vậy là chúng ta có đầy đủ giấy tờ đi kèm chiếc ống kính cũng như là nơi đã mua chiếc ống kính này. Vậy là đây là một chiếc ống kính để phân phối chính hãng tại Malaysia. À, bây giờ chúng ta cùng xem chiếc ống kính ở bên trong sẽ có những gì nữa ha. Ok, như các bạn thấy thì mua cũ nhưng mà vẫn kèm theo một cái túi rất là đẹp. Đây là túi chính hãng của Nikon nha các bạn. Theo như cái hộp này thì chiếc túi của chúng ta có mã là CLM3. Chúng ta cùng mở ra xem có những gì ha kéo cái này xuống. Ok, như các bạn thấy thì thiết kế rất là thông minh đúng không? Chúng ta có thể lấy ống kính nó dễ dàng hơn. Ok, chúng ta cùng mở ra xem nào. Ok, như các bạn thấy thì bên trong nó còn một cái mút xốp nữa để cố định cái ống kính không có bị va đập khi chúng ta bỏ trong ba lô hay là chúng ta bỏ trong xe hơi. Ok, chiếc túi rất là chắc chắn. Ở bên ngoài thì các bạn còn có một vài cái ngăn để các bạn bỏ thêm các dụng cụ khác vào đây. Như các bạn thấy, mua cũ nhưng mà còn đầy đủ giấy bọc và các đệ mút bên trong. Cảm giác khi cầm ống kính này thì nó rất là nặng và rất là chắc. Các bạn thấy nó chắc giống như là một cục sắt vậy. Theo mình tìm hiểu thì chiếc ống kính này nặng tới gần 1kg và phần lớn thân vỏ của nó bằng kim loại. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem một số phụ kiện của chiếc ống kính này ha. Như các bạn thấy thì chúng ta có một chiếc nắp Nikon chính hãng ở đây có mã là LC 77 mm có nghĩa là nó có kích thước là 77 nha các bạn. Ok, ở phía trước thì đi kèm theo một chiếc filter Hoya HMC kích thước 77. Các bạn có thể thay đổi filter này nhé. Đây là filter của người bán gắn thêm vào để bảo vệ thấu kính phía trước. Chúng ta có thể xoay ngược ra, chúng ta tháo ra như vậy. Và khi các bạn sử dụng những chiếc ống kính á, cao cấp như vậy thì các bạn cố gắng mua một chiếc filter loại tốt một chút để các bạn gắn lên phía trước để nó hạn chế bụi bẩn và chảy xước. Nếu như các bạn có thấy bụi quá thì các bạn lau cái filter, nó có chảy thì các bạn thay nó dễ. Nếu như các bạn không gắn mà các bạn lau lên cái mặt kính á, thì đảm bảo với các bạn là sau một thời gian nó sẽ chảy một thôi. Như các bạn thấy, chúng ta có thêm một chiếc hút Nikon HB40 được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc hút rất là cứng, các bạn thấy rất là chắc chắn. Đây là một chiếc hút chất lượng cao. Và các bạn muốn mua lại chiếc hút này thì nó có giá đâu đó khoảng hơn 1 triệu ok như vậy là chúng ta có nắp chính hãng và chiếc hút chính hãng mặt sau chúng ta có một chiếc nắp ni công là f đây cũng là nắp chính hãng nha các bạn mới tinh luôn ok chúng ta cùng xem mặt sau nào như các bạn thấy thì ống kính của chúng ta có trang bị cái vòng cao su ở đây để ngăn bụi bẩn và theo mình biết thì chiếc ống kính này có hỗ trợ chịu thời tiết bụi bẩn nha các bạn nếu các bạn sử dụng trong môi trường à, có nhiều bụi bẩn hay là hơi ẩm thì chiếc ống kính này có thể sử dụng tốt mà không lo hư hỏng. Ở đây chúng ta có đầy đủ các kết nối tương tự như ống kính cao cấp của Nikon để các bạn có thể lấy nét theo nét và các bạn có thể ghi lại những cái thông số khi các bạn chụp ảnh, ví dụ như là khẩu độ, các bạn điều chỉnh ở trên ống kính như thế nào. Và với các kết nối này thì nó sẽ tương thích hoàn hảo với các thân máy Nikon full frame và crop frame. Chúng ta cùng quan sát thấu kính phía sau một chút ha. Như các bạn thấy rất là đẹp, rất là sáng. À, chỉ có một số hạt bụi nhỏ thôi, chưa có một vết xước nào cả. Ok, chiếc kính còn trong tình trạng rất là tốt. ở bên cạnh thì chúng ta thấy có một cái cần gạt đây để các bạn thay đổi khẩu độ. Như các bạn thấy thì khi mình gạt cái cần này thì chúng ta có thể mở khẩu và đóng khẩu như vậy. Như các bạn thấy, đóng khẩu, mở khẩu rất là mượt đúng không các bạn? và cái đường kính tạo bởi các lá khẩu rất là tròn, nó khác biệt so với những ống kính giá rẻ ví dụ như là 50 1.8 hay là 85 1.8 với 7 lá khẩu thì các bạn thấy là khi chúng ta đóng hết cỡ lại thì nó hơi bị méo một chút. Còn với chiều kính cao cấp như vậy thì ngay cả khi các bạn đóng hết cỡ lại thì nó vẫn rất là tròn. Và khẩu độ tối đa thì nó gần như là tròn xe luôn. Chiều kính này có khẩu độ 2.8 trên toàn bộ giải tiêu cự từ 24 đến 70mm nha các bạn. Có nghĩa là các bạn chụp ở 24 thì nó cũng chụp được 2.8 và 70 thì cũng 2.8. Như vậy thì các bạn có thể trong môi trường ánh sáng yếu được tốt hơn. Ok, chúng ta cùng xem một số đặc điểm khác của chương kính này. Ở mặt sau thì chúng ta thấy được cái số series của chương kính, nó giống với vỏ hộp và giấy tờ đi kèm chương kính, đó là 975345. Ok, và chương kính của chúng ta được sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Ống kính này được trang bị motor siêu âm, sử dụng thấu kính ED để có chất lượng ảnh tốt hơn ở trên cái gì ảnh và nó hạn chế cái quang sai các bạn sẽ thấy gần như là không có viền tím và rất là nét ở dì ảnh. Qua bên một chút thì chúng ta thấy chữ IF cho biết là cái ống kính này có khả năng lấy nét trong. Có nghĩa là những cái hệ thống lấy nét nó chỉ chạy ở trong cái thân ống kính mà thôi. Cái thấu kính phía trước nó không có xoay và nó không có đi tới đi lui trong quá trình lấy nét. Ok, mình xoay cho các bạn cũng thấy ha. Khi mình xoay như vậy thì cái thấu kính phía trước nó đứng yên. Chỉ cái hệ thống lấy nét ở bên trong nó thay đổi mà thôi. Các bạn thấy rất là tuyệt đúng không? À, với thiết kế như vậy thì ống kính của chúng ta sẽ hạn chế được bụi bẩn và hoạt động ổn định hơn. Cùng nhìn qua phần mặt trước của ống kính, chúng ta thấy ở đây có một cái cửa sổ. Cho các bạn biết, khoảng cách nến nét gần nhất của chương kính này là 0.38m, có nghĩa là 38cm. Và các bạn có thể đo theo hệ feet hay hệ mét. Và khoảng cách lấy nét tối đa là vô cực như các bạn. Chúng ta có thể xoay như vậy để lấy nét tay được chính xác hơn. Ví dụ như các bạn muốn lấy nét người đứng cách máy ảnh 1 mét thì các bạn chỉ việc chọn một mét ở trên đây các bạn chụp thì chắc chắn sẽ nét mà các bạn không cần sử dụng hệ thống lấy nét tự động ở trên thân máy ảnh cũng được chiếc kính này trang bị hai chế độ lấy nét, nét đó là ưu tiên lấy nét, nét tay và lấy nét, nét tay ở trong hai chế độ này thì các bạn có thể điều chỉnh lấy nét, nét tay bất cứ khi nào các bạn muốn ví dụ như các bạn đang lấy nét, nét tự động các bạn để m và a thì các bạn có thể xoay lấy nét, nét tay ngay lập tức máy sẽ trao quyền lấy nét, nét cho bạn à, không có độ trễ như vậy thì các bạn sẽ chủ động hơn trong quá trình lấy nét, nét và có một đặc điểm là các bạn có thể xoay cái vòng lấy nét này thoải mái các bạn có thể xoay vòng tròn như vậy mà không gây hư ống kính và cái vòng lấy nét ở trên chiếc ống kính này rất chắc chắn như các bạn thấy nó không bị rơ một chút nào và khi các bạn xoay như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là mượt nó không giống với ở trên những cái ống kính giá rẻ nó không có cảm giác sượng và nó bị bó như trên những cái ống kính giá rẻ hơn các bạn thấy rất là mượt các bạn xoay tròn thì các bạn sẽ cảm giác thấy là ở bất kỳ vị trí nào thì cũng mang lại một cái cảm giác như nhau à, phía dưới một chút chúng ta có vòng zoom các bạn có thể thay đổi từ 24 đến 70 mm như các bạn thấy khi chúng ta để 24 mm thì ống kính của chúng ta sẽ dài như vậy và khi các bạn tăng lên thì nó sẽ ngắn lại và khi các bạn tăng hết cỡ thì nó lại dài ra một chút ok như các bạn thấy nó sẽ ngắn nhất ở đâu đó khoảng 50 mm các bạn và khi zoom ở trên chiếc kính này thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận cái vòng zoom của nó rất là chắc, rất là mượt. Các bạn thấy mình xoay rất là nhẹ nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn, không có giờ một chút nào cả, rất là chắc, rất là mượt. Nó khác hẳn so với những ống kính zoom mà các bạn thường thấy ví dụ như là 18 105 hay là 18 140 ở trên những chiếc kính đó thì cái vòng zoom của nó khá là nặng. Và nếu bạn nào đã sử dụng qua những ống kính Tamron thì các bạn sẽ thấy là cái vòng zoom ở trên chiếc 2470 này mượt hơn rất là nhiều và cảm giác nó rất là xịn. Nó không có giống với những cái hàng for hay là hàng giá rẻ. Mình sẽ lắp ống kính lên Nikon D800 và chụp thử cho các bạn cùng thấy. Chúng ta tháo cái mặt trước như vậy và các bạn để ý ở đây có một cái dấu chấm trắng. Ở trên ống kính cũng có một cái dấu chấm trắng như vậy. Chúng ta đặt hai cái dấu này trùng với nhau. Sau đó các bạn xoay ngược chiều kim đồng hồ như vậy là được. Và khi gắn với chiếc Nikon D800 thì nó mang lại một cái cảm giác khá là cân bằng. Các bạn thấy cầm khá là dễ. Để lấy nét tự động thì các bạn gạt qua vị trí M và A như vậy. Và trên thân máy thì các bạn cũng gạt qua vị trí A như vậy thì chúng ta có thể lấy nét được. Mình lấy nét vào cái đèn đang chiếu sáng ở trong video này. Các bạn thấy mặc dù cái đèn rất là sáng, ngược sáng như vậy nhưng mà ống kính của chúng ta lấy nét rất là tốt. Mình chụp cho các bạn cùng thấy ha. Ok. Như các bạn thấy cái đèn rất là sáng và chụp hơi chéo một chút nhưng mà không có flare một chút nào và nó thể hiện uh, chi tiết rất là tốt chúng ta cùng zoom lớn lên như các bạn thấy nó thể hiện chi tiết rất là tốt chúng ta sẽ chụp trực tiếp vào cái đèn ok lấy nét rất là nhanh các bạn rất là tuyệt vời chúng ta thử zoom lên và chụp một cái xem sao ok lấy nét rất là tốt trong môi trường ngược sáng với ánh sáng rất là mạnh như vậy nhưng mà nấy nét rất nhanh mình đã có dịp trải nghiệm chiếc ống kính này nhiều năm trước thì mình thấy là khả năng lấy nét của chiếc ống kính 2470 này nó không có gì để chê cả nó rất là nhanh và chính xác đặc biệt là khi các bạn sử dụng ở trên những chiếc máy ví dụ như là Nikon D810 trở lên hoặc là D5 thì các bạn chụp sẽ thấy là nó vô cùng chính xác à, nếu như các bạn không có điều kiện sử dụng ở trên những chiếc máy đời cao như vậy thì các bạn có thể gắn trên D750 thì các bạn cũng nhận thấy là cái ống kính này nó lấy nét rất là nhanh và chính xác để các bạn có thể chụp ảnh sự kiện, các bạn có thể chụp dịch vụ hoặc là các bạn có thể chụp thể thao. Và khi các bạn áp dụng đúng cái chế độ lấy nét và thông số hợp lý thì các bạn có tỷ lệ ảnh thành công rất là cao. Như vậy các bạn đã thấy được khi mua một chiếc kính cũ từ nước ngoài nó sẽ có những gì cũng như là một số đặc điểm của chiếc kính này. Mình hy vọng video giúp các bạn có nhiều thông tin hơn để các bạn chọn mua ống kính cũ được dễ dàng hơn. Và các bạn đừng quên tham khảo bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Ở trong bài viết đó thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều phần đánh giá về chương kính này, bao gồm khả năng tương thích, chất lượng ảnh cũng như là nét nét. Bên cạnh đó thì các bạn có thể tải gốc nữa để các bạn tham khảo được chi tiết hơn. Và mình sẽ thường xuyên cập nhật vào trong bài viết để các bạn có nhiều thông tin và các bạn có thể chọn mua được chính xác hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye!